Hello hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục phần 10 của đấu phá thương khung thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 11, phòng đấu giá thức đặc nhĩ. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép của em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ, đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Đáng chết, sau này ta sẽ không bao giờ ngồi lên cái đồ vật này nữa, lấy tốc độ chậm rè rè như vậy. Thật sự là làm cho người ta khó có thể chịu được. Đi ra khỏi dòng người chật trội từ trên phi hành thú vận chuyển xuống, Hải Bá Đông hít thật sâu vài ngụm không khí tươi mát, thấp giọng mắng. Nhìn sắc mặt của Hải Bá Đông xem ra không được tốt cho lắm, Tiêu Viêm cười cười ngẩng đầu. Ánh mắt ở trên tòa chế đô hùng vĩ này đảo qua, không nhịn được than thở một tiếng. Quy mô khổng lồ như thế, trong các thành thị mà Tiêu Viêm chứng kiến qua. Nói về hùng vĩ cùng với diện tích, Gia Mã Thánh Thành này đứng ở vị trí đệ nhất. Không hổ là đế đô Gia Mã Đế Quốc, thật sự là khí phách tuyệt luân. Trong miệng phát ra âm thanh tấm tắc than thở, Tiêu Viêm cười nói. Hải Bá Đông không có hứng thú xem kiến trúc nhàm chán này, tầm mắt lại chung quanh đảo qua, đột nhiên nói: "Ngươi chừng nào thì đi Vân Lam Tông?" "Sau nửa tháng nữa." Tiêu Viêm trầm ngâm như muốn quên đi thời gian 3 năm chỉ ước một chút khoảng cách nói: "Còn có lâu như vậy, chúng ta hiện tại đi đâu?" Nghe vậy Hải Bá Đông nhíu mày, chợt bớt đắc dĩ nói: "À, đi tới phòng đấu giá của đế đô xem một chút trước. Nơi đó vốn là nơi giao dịch lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, hẳn là có một ít thứ gì đó chúng ta muốn. Sau đó lại đi tổng bộ luyện dược sư công hội một chuyến." Tiêu Viêm vuốt cằm mỉm cười rồi nói: "Đại hội luyện dược sư lần này sẽ tổ chức ở nơi nào?" "Ta nghĩ tới xem qua một chút, còn nữa luyện dược sư thích nhất thu thập các loại dược liệu quý. Nói không chừng ở nơi nào đó, ngươi có thể tìm kiếm được tài liệu của Phục Linh Tử Đan." Luyện dược sư đại hội chính là một hồi đại thịnh hội hiếm có của Gia Mã Đế Quốc, bỏ lỡ ta cũng đáng tiếc. Đối với an bài của Tiêu Viêm, Hải Bá Đông vẫn chưa có điều gì phản đối, vuốt chòm râu hoa râm, rất có hứng thú cười nói: "Bất quá luyện dược sư đại hội này, ngươi chính thật ra rất đáng giá nhìn tới, đồng thời cũng có chút ý nghĩ không giống với người thường. Chỉ cần ai có thể ở nơi này triển lộ đầu giác, thì tiền đồ thật đúng là khó có thể ước lượng. Một lần luyện dược sư đại hội đều khiến cho rất nhiều thế lực to lớn chú ý, mà luyện dược sư có luyện dược thuật tốt, lại là đối tượng cho các thế lực tranh tiền cướp đoạt hoan nghênh. Đãi ngộ kia quả thực vốn là xúc động làm cho người ta đỏ mắt." Nghe được Hải Bá Đông nói lời nói hoa trương này, Tiêu Viêm cười cười nhưng là có chút lắc đầu nói: "Luyện dược sư vốn chính là một cái nghề nghiệp đặc thù, đi tới chỗ nào đều được hoan nghênh. Mặc dù có lẽ được cái thế lực to lớn thu lạp với được đãi ngộ cực kỳ tốt, nhưng dù sao cũng là có chút hạn chế tự do, không quá có lời." "Không có lời, sao có thể? Ngươi có biết Cổ Hà hay không?" Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Hải Bá Đông đảo cặp mắt trắng giác bĩu môi nói: "Đan vương Cổ Hà, tại Gia Mã Đế Quốc này sợ rằng thật đúng là không ai không biết." Tiêu Viêm nhún vai, lãnh đạm cười rồi nói: "Hắn không chỉ có biết, nhưng lại đã cùng hắn giao tiếp giao thủ. Hắn chính là một ngựa ô điển hình nhất trong lịch sử luyện dược sư đại hội. Tại trước đó, tên Cổ Hà này cũng không có bao nhiêu người biết, mà là từ lúc tại trong đại hội hắn tiện lộ ra đầu giác, rồi là được Thái Thượng Tông chủ của Vân Lam Tông nhìn trúng, sau đó cho hắn thành trưởng lão Vân Lam Tông. Ngay sau đó Cổ Hà chính là tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng sau một vài năm, dưới sự ủng hộ tài lực khổng lồ của Vân Lam Tông, như là tăng lên hai phẩm, hơn nữa danh tiếng cũng là từ năm đó khắp nơi lan truyền, trở thành đan vương mỗi người đều kính sợ ngày hôm nay." Hải Bá Đông hăng hắc cười rồi nói: "Cho nên nếu không có duyên cớ vốn là của Vân Lam Tông, hắn muốn có được thực lực như hôm nay, chắc rằng ít nhất cũng phải là mất hơn 20 năm. Tiêu Viêm nhíu mày gạt đi cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới Cổ Hà lại có thể cũng là xuất đầu như vậy. Luyện dược sư đích thật là một loại nghề nghiệp hy hữu, bất quá là đồng dạng với bọn họ cũng là một loại nghề nghiệp cực kỳ là đốt tiền. Mặc dù luyện dược thuật cực kỳ là chú ý thiên phú, nhưng nếu là không có được sự ủng hộ quần quận không ngừng về dược liệu, thiên phú có dù cao tới đâu cũng khó nhanh chóng tăng lên cấp bậc là luyện dược thuật được. Nhưng nếu là sau lưng có được một cái thế lực khổng lồ có thể cung cấp dược liệu quần quận không ngừng, bọn họ còn lại là có thể tịnh tâm, không mất nhiều thời gian đi chung quanh bôn ba tìm kiếm dược liệu, giữ sự chuyên tâm như vậy lấy được thành quả, tự nhiên là so với luyện dược sư tự do phải càng tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy cũng có rất nhiều luyện dược sư đều là nghĩ muốn luyện dược sư đại hội này tìm được một tài phú có thể cung cấp cho bọn họ." Hai người chậm rãi hành tẩu đến giữa ngã tư đường, hai tay Hải Bá Đông cắm ở trong túi áo miễn cưỡng rồi nói: "Có lẽ bất quá ta đối với đồ vật kia không hứng thú gì." Tiêu Viêm nhún vai, có vị sư phụ dược lão kinh nghiệm cực kỳ này ở một bên chỉ đạo, Tiêu Viêm đi đường quanh co không thể nghi ngờ vốn là cực nhỏ, bởi vậy hắn mới có thể tại trong 3 năm ngắn ngủi từ một gã ngay cả dược phẩm cây cỏ cũng không hề nhận biết được trở thành một gã nhị phẩm luyện dược sư tuổi còn trẻ. Mà cũng vì là như thế này cho nên hắn cũng không rõ ràng bình thường luyện dược sư tự do muốn rất nhanh tăng lên thực lực có khả năng ra sao. Dù sao không phải mỗi người đều có may mắn như hắn.
Đương nhiên, lấy luyện dược thuật của người ở Sa Mạc Đế quốc này coi như là Vân Lam Tông cũng không có tư cách đến cảm kết người. Hải Bá Đông lắc đầu cười nói, một gã cả cấp luyện dược sư có thể luyện chế dược phẩm đan dược. Đừng nói là ở Sa Mạc Đế quốc này, coi như là phóng mắt tới trên cả đấu khí đại lục cũng là có thể vỗ ngực tự hào. Tiêu Viêm khẽ cười cười, vẫn chưa tiếp nhận lời nói đầu, bài trừ duyên cớ vì dược lão. Thân mình cấp bậc của hắn gần như là chỉ là nhị phẩm luyện dược sư. Đương nhiên trải qua gần một năm tại Đại Mạc khổ tu, hôm nay hắn có được thanh niên địa tâm hóa. Mặc dù tự tin nếu là luyện dược thuật sẽ không kém hơn một gã tam phẩm luyện dược sư, có điều hắn cũng không rõ ràng cho dù là một gã tam phẩm luyện dược sư chính thức có thể đối với Hải Bá Đông loại đấu hoàng cường giả này sinh ra lực hấp dẫn lại vẫn như cũ vốn là cực kỳ bé nhỏ. Hải Bá Đông có thể vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, hơn nữa cam tâm tự hạ thấp thân phận làm bảo tiêu, đó là bởi vì hắn tự cho là Tiêu Viêm có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, bởi vậy mới có thể tàn nhẫn quyết tâm đáp ứng từ phía sau hộ vệ hắn an toàn khi tới Vân Lam Tông. Nếu như ngày sau Hải Bá Đông biết sự thật rồi, hơn nữa lúc ấy dược lão còn chưa thức tỉnh, phẫn nộ giờ đi là nhỏ, nếu là một cái luẩn quẩn trong lòng, nói không chừng còn có thể mạnh mẽ uy hiếp hắn đem tàn đồ thần bí trả lại trở về. Dù sao hợp tác một mực đều là thành lập tại trên điều kiện tiên quyết là song phương thực lực kém không xa, mà Tiêu Viêm một gã đấu sư cùng với nhị phẩm luyện dược sư rõ ràng không có tư cách cùng với đấu hoàng cường giả hợp tác. Xem ra việc làm cho sư phụ thức tỉnh phải tận lực đè nhanh, nếu không một khi Hải Bá Đông kiếm đủ dược liệu, đến lúc đó ta làm như thế nào luyện chế ngũ phẩm đan dược kia. Trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện không có dược lão bên người, hiện tại hắn lại bị vây trong giai đoạn yếu ớt, dĩ nhiên là bị quản chế đủ đường. Dù sao cường giả mà Tiêu Viêm tiếp xúc thật sự là có chút xa xa cao hơn thực lực thật sự của hắn. Ai có thể tưởng tượng một gã đấu sư lại có thể ở trong tầng lớp đấu hoàng cường giả này cường hãn được như thế. Nếu là đổi thành thương nhân, bằng vào đấu sư thực lực muốn làm cho một gã đấu hoàng cường giả xa lạ đi theo bên cạnh làm bảo tiêu, cái này không thể nghi ngờ vốn là một chuyện kẻ khác nghĩ muốn khó hơn lên trời. Nhưng mà Tiêu Viêm có được dược lão tương trợ chính là có thể khai mở cái điều khó khăn dối trá này, dẫn đầu tiếp xúc đến tới siêu cấp cường giả. Nhưng mà đúng là bởi vì đối mặt với loại siêu cấp cường giả này, Tiêu Viêm không có thực lực chân chính thật quá mạnh mẽ, đều phải tùy thời cẩn thận, hơn nữa mạnh mẽ xả bộ thong dong ứng phó, không dám lộ ra chút chân tướng nào. Ôi thực lực hả, chỉ cần ta có thể đạt tới cấp bậc đấu vương, vậy liền có thể đuổi theo cước bộ của dược lão, đến lúc đó cũng không nhất định làm chuyện cáo mượn oai hùng này. Trong lòng nhẹ nhàng lì lon cười khổ, tiếng cười của Hải Bá Đông nhưng là đột nhiên đem trầm ngâm của Tiêu Viêm cắt đứt đi. Trước mặt đã tới phòng đấu giá rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm dừng lại, ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc khổng lồ cùng với dấu hiệu đặc thù xuất hiện tại cuối ngã tư đường kia, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc, lắc đầu thở dài rồi nói, không hổ là tổng bộ của Thức Đặc Nhĩ gia tộc, quy mô như vậy quả thực không phải phân hội tại Ô Thản Thành có thể so sánh. Thức Đặc Nhĩ gia tộc chính là một trong tam đại gia tộc của Sa Mạc Đế quốc, lịch sử đã lâu, tài lực hùng hậu, cho dù là Mạc gia tại Diêm Thành cùng bọn chúng so sánh không thể nghi ngờ chỉ là một cái phú gia mới bộc phát mà thôi. Hải Bá Đông cười nói, trong giọng nói đối với Mạc gia kia muốn xưng bá các tỉnh đông bắc của đế quốc cảm thấy khinh thường. Một cái gia tộc cường giả mạnh nhất chỉ là một gã đấu linh cấp bậc, loại thực lực này còn muốn lưu toàn xưng bá, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Nếu không có là Vân Lam Tông làm hậu thuẫn, Mạc gia kia đã sớm bị một ít cường giả không vừa mắt âm thầm giải quyết. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm nhìn khối kiến trúc giống như là một cái động không đáy kia, như một con quái vật lớn đem dòng người cuồn cuộn không ngừng này cắn nuốt vào, hai tay nhẹ nhàng cắn vào trong tay áo, nghiêng đầu đối với Hải Bá Đông nhẹ giọng nói, đi thôi, đi vào nhìn phòng đấu giá đệ nhất của đế quốc, đến tột cùng có cái chỗ hay gì, hy vọng có thể tìm được cái gì đó mà chúng ta muốn. Dứt lời, Tiêu Viêm dẫn đầu hướng tới tảng đá vô nhân tiện mà thành tại cuối ngã tư đường rộng mở chậm rãi bước đi, sau đó Hải Bá Đông gắt gao theo sau. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Cũng như là anh em thấy quảng cáo đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ đột phá thương khung phần 4 tập 12 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTC Gaming. Cuối cùng thì mình, NTC xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.